chào quý khách hàng thân mến của BAH. Hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho mọi người một mẫu đèn mới. Mẫu đèn này có tên gọi là đèn Moving 9 mắt Tinger 2M1 Pro. Đây là một mẫu đèn phù hợp cho những không gian sôi động như phòng bay, phòng karaoke, quán bar, beer club hoặc là những cái sân khấu nhạc DJ. Đèn được thiết kế 9 mắt LED 7 màu, quét những cái luồng tia rất là sắc nét, rất là sôi động, và đã kết hợp cùng thêm một hai bóng đèn laser chiếu ra những cái hoa văn tạo những cái hiệu ứng ở dưới nền. Như mọi người thấy là nó sẽ tạo những hiệu ứng như thế này ở dưới nền. Đây là một cái dòng đèn rất là độc đáo. Hiện tại thì mình đang đứng xa đèn hơn 15m, nhưng mọi người thấy là cái luồng tia laser và luồng tia LED nó cũng rất là còn sắc nét, nó không có bị nhòe đi. Nên đèn này nó sẽ đánh cho những cái không gian từ 30 cho đến lại 70m². Hiện tại mình đang quay giới thiệu thực tế tại studio của công ty BH bên mình. Mình đang mở nhạc bằng loa Bose L1 Pro 08. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.